Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 là năm chịu nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn trở ngại đó, năm 2020 cũng được đánh giá là năm thành công của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Trị. Một năm khi mà các chỉ tiêu về xã nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới đều vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó, tỉnh Quảng Trị có phần cùng với cả nước sẽ hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình trong cả giai đoạn 2016-2020. Trên thực tế, nhiều nơi trong cả nước, cả nhân dân và chính quyền đã cùng chung tay, chung suy nghĩ xây dựng quê hương thành những vùng quê đáng sống. Đối với tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát huy trí tuệ tập thể và khơi dậy tinh thần của nhân dân trong đóng góp trí tuệ, vật chất, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước vào chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, kết quả nổi bật nhất là huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị vào tháng 7 năm 2020. Đây được xem là thành công lớn nhất của tỉnh Quảng Trị trong năm 2020 trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 10 năm qua, huyện Cam Lộ đã huy động nguồn lực được hơn 3.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Huyện xem cơ cấu lại sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới. Với sự nỗ lực vượt bậc và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Cam Lộ đã vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đầu năm thì đã ra nghị quyết về xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo cho mặt trận là vận động toàn thể bà con để cùng toàn dân là xây dựng cái nông thôn mới ở khu dân cư. Từ đó là người dân đã hiểu và về cái xây dựng nông thôn mới là để mục đích là để người dân hưởng lợi đầu tiên. Với thế mạnh chính là sản xuất nông nghiệp, đến nay huyện Cam Lộ đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung chuyên canh với các sản phẩm chủ lực gồm hơn 4.000 hectare cao su ở vùng Gò Đồi, 422 hectare hồ tiêu, 800 hectare lạc, 1.700 hectare lúa, hơn 100 hectare cây dược liệu, 17.000 hectare rừng trồng. Điểm nhấn tiêu biểu là các vùng sản xuất tập trung chuyên canh đã liên kết với các nhà máy chế biến, tiêu thụ đóng trên địa bàn, hình thành các chuỗi giá trị sản xuất theo chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với thương hiệu địa phương, được thị trường đón nhận và đạt nhiều giải thưởng danh giá về chất lượng như sản phẩm cao dược liệu, tinh dầu lạc, hồ tiêu, cao su, mủ cống. Tôi rất vui mừng và phấn khởi vì qua một quá trình phấn đấu 10 năm, nói chung của mỗi một người dân nông thôn An Mỹ đã đạt được cái kết quả hôm nay là bản thân tôi cũng như toàn dân là rất phấn khởi và mỹ mãn. Sau 10 năm với nhiều cách làm, cách chỉ đạo, điều hành sáng tạo, thu nhập bình quân đầu người của huyện Cam Lộ từ 26 triệu đồng mỗi năm lúc mới xây dựng lên gần 50 triệu đồng một năm vào cuối năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 3%, trên 94% tỷ lệ người dân hài lòng với chương trình này. Đạt được kết quả đó chính là nhờ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ đạt được thời gian qua. Được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn trước một năm so với kế hoạch của tỉnh và huyện Cam Lộ đề ra. Đồng thời, trong thời gian tới, huyện Cam Lộ đề ra các giải pháp thiết thực, tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Cố gắng phát huy hơn nữa những kết quả đạt được để công cuộc xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước đang tập trung thực hiện luôn là việc làm nhân văn, ý nghĩa. Tất cả các thôn, khu phố, dân cư trên địa bàn huyện Cam Lộ tổ chức cái ngày hội nông thôn mới với cái mục đích là gặp gỡ, trao đổi những cái kinh nghiệm, những cách làm hay trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở cộng đồng dân cư, ở thôn, bản, khu phố, để rồi tiếp tục làm tốt hơn những cái kinh nghiệm mà mình đã đúc rút sau 9 năm thực hiện nông thôn mới. Đồng thời là thấy được những cái việc mình tiếp tục cần phải làm trong thời gian tới, làm sao đó để rồi xây dựng cái nông thôn mới của huyện Cam Lộ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và nâng cao hơn để đảm bảo cho việc hướng tới xây dựng huyện Cam Lộ
trở thành một huyện nông thôn mới, kiểu mẫu. Nhìn chung, hiện nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang hình thành dần những vùng quê đáng sống, khi người dân đã có ý thức xây dựng làng xã, bảo vệ môi trường, tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, gia trại, trang trại theo chuỗi gắn với thị trường. Bên cạnh hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, các địa phương cũng tận dụng mọi tiềm năng, nguồn lực để tăng thu nhập cho người dân thông qua chương trình Mỗi xã một sản phẩm OPCOP. Phấn đấu được lên cái OPCOP đó là một cái quá trình là của công ty từ khâu chọn giống cho đến khi bắt đầu làm sản phẩm thành tinh bột nghệ. Đây là một cái mà được là khách hàng và các cái như là đi vào là siêu thị là có mắt rồi các cái nơi các cái tỉnh bàn là sử dụng cái khách hàng sử dụng cái sản phẩm của mình rồi á, họ rất là ghi nhận và tôi cũng rất là tự hào khi mà được tỉnh đánh giá cái OPCOP thì cái là điều chúng tôi rất là phấn khởi. Mà không chỉ vì khi đánh giá cái OPCOP đã được mà mình dừng lại mà tôi là càng phấn đấu hơn nữa làm tốt về chất lượng mẫu mã rồi về kể cả là những cái đưa ra thị trường thì chúng tôi đang còn phấn đấu tiếp. Mặc dù vậy, các xã ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh vẫn còn đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng hạn chế, phức tạp, suất đầu tư lớn trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn khó khăn, trở thành những thách thức đối với xây dựng nông thôn mới. Gắn với xây dựng nông thôn mới, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tiếp tục đạt những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt. Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Quảng Trị giảm 1,5% so với đầu năm 2016, chiếm tỷ lệ trên 6,5% so với tổng dân cư, đạt chỉ tiêu kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Quảng Trị đề ra. Tuy nhiên, diễn biến thiên tai trong năm 2020 cũng là một nhân tố gây tác động tiêu cực đến hiệu quả của hai chương trình và sự nỗ lực của người dân, chính quyền. Đơn cử, trận đại hồng thủy vào tháng 10 vừa qua, mưa lũ đã hủy hoại cơ sở hạ tầng nghiêm trọng ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Cờ Rông, khiến các địa phương này đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn trong xây dựng nông thôn mới. Vấn đề này cũng diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, và để có cái nhìn khái quát hơn về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Quảng Trị trong năm 2020 và định hướng trong thời gian tới, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hà Sĩ Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn của chúng tôi ạ. Thưa đồng chí, qua thời gian xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Trị thì cho đến nay, đồng chí có thể nói rõ hơn về những cái thành tựu cũng như kết quả nổi bật ạ? Chúng tôi đánh giá đây là một trong những cái chương trình thành công nhất từ trước đến bây giờ. Qua 10 năm phấn đấu bền bỉ, ngoài cái sự hỗ trợ của nhà nước thì của trung ương thì tỉnh cũng ban hành một số cái chính sách từ tỉnh ủy và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân để huy động mọi cái nguồn lực tập trung cho vấn đề tam nông để xây dựng nông thôn mới. Trước hết là làm tốt cái công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Cái thứ hai, lồng ghép các cái chương trình để hoàn thiện hạ tầng cho cái vùng nông thôn, phục vụ sản xuất cũng như liên kết vùng. Rồi cái thứ ba nữa, đã ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao được cái tiêu chí thu nhập cho người dân. Tiêu chí thu nhập là một cái tiêu chí rất là quan trọng. Người dân có thu nhập cao thì họ sẽ tự nguyện tham gia hỗ trợ đóng góp. Và thứ tư nữa là tỉnh cũng đã kêu gọi hỗ trợ xúc tiến một số cái doanh nghiệp, nhà đầu tư để liên kết và xây dựng các cái thương hiệu sản phẩm, chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm OPCOP. Hiện nay chúng ta đã có 19 cái sản phẩm được công nhận, trong đó có hai cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Đây là những cái thành quả trong cái đề án tái cơ cấu nông nghiệp và cũng bổ trợ rất tốt cho cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Mà cái đặc biệt là cái sức lan tỏa rất là rộng, cả tỉnh chung sức chung tay để xây dựng nông thôn mới. Cho nên đến nay chúng ta đã có 57
trên 101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, và đặc biệt có 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, và một huyện là huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới về đích trước một năm, vượt cái nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 16, nhiệm kỳ 15-20. Thưa đồng chí, trong năm 2020 thì Cam Lộ làm cái huyện đầu tiên đã về đích nông thôn mới, thì đồng chí có đánh giá gì về vấn đề này? Ngoài cái sự quan tâm của tỉnh, của trung ương và của các cái tổ chức khác, thì phải nói rằng cái nội lực của huyện Cam Lộ rất là mạnh, đã khơi dậy cái tinh thần của người dân cống hiến đóng góp rất là lớn, hiến đất hiến ngày công của cải vật chất lăn lộn để mà hoàn thiện được cái hạ tầng đồng bộ và tái cơ cấu được trong cái sản xuất, rồi xây dựng thương hiệu sản phẩm, cái điều kiện của Cam Lộ, cái vị thế của Cam Lộ đến bây giờ nó đã khác, trở thành một cái huyện nông thôn mới nó hoàn toàn khác hẳn so với các năm 3 năm trước đây, và đã hình thành được nhiều cái bản làng rất là xanh sạch đẹp, những cái địa chỉ là những cái miền quê đáng sống, rồi những cái sản phẩm đặc trưng của Cam Lộ cũng đã có thương hiệu nổi tiếng trong nước và có thể tham gia xuất khẩu để cạnh tranh với cái thị trường thế giới. Năm 2020 thì tỉnh Quảng Trị đối diện với nhiều cái thiên tai dịch bệnh, thì về cái vấn đề này nó ảnh hưởng như thế nào đến cái quá trình xây dựng nông thôn mới, thưa đồng chí? Chưa khắc phục được cái hậu Covid thì thiên tai lại ập đến, lũ trồng lũ, bão trồng bão. Những cái thành quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân phấn đấu bao nhiêu năm, có một số địa phương bây giờ là trắng tay, bị lũ cuốn trôi nhà, bùi lấp ruộng vườn, tài sản của cải, từ cây trồng vật nuôi đều bị cuốn trôi. Đây là một cái tổn thất rất lớn, ảnh hưởng rất lớn đến cái thành quả xây dựng nông thôn mới mà chúng ta đã bền bỉ phấn đấu trong cái thời gian vừa rồi. Để mà khắc phục và tiếp tục xây dựng nông thôn mới, nâng cao các cái tiêu chí về nông thôn mới, thì tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các đoàn thể cũng đã thấy được cái mất mát, cái khó khăn của nông dân, cho nên đã về từng địa phương để rà soát lại những cái mất mát, những cái tiêu chí đã bị lũ cuốn trôi để tiếp tục khôi phục lại. Để thực hiện thành công cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì tỉnh Quảng Trị đã đưa ra những cái giải pháp gì, thưa đồng chí? Trước hết thì nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-25 cũng rất là sát thực, rất là cụ thể, được cái sự tham gia đóng góp rất là hiệu quả của nhiều cấp nhiều ngành, đặc biệt là của tầng lớp nhân dân. Cho nên cái nghị quyết cũng đã xác định 3 cái trụ cột chính, trong đó nông nghiệp là bề đỡ. Thì muốn đầu tư cho nông nghiệp thành công trong cái giai đoạn biến đổi khí hậu nó khó khăn như vậy, thì có chúng ta đã tiếp cận 3 cái chương trình mục tiêu quốc gia về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giảm nghèo đa chiều, rồi chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì tỉnh cũng đã cụ thể hóa 3 cái chương trình này, tuy là 3 nhưng là mà một không chồng chéo và lồng ghép các cái chương trình khác, các cái tổ chức khác, cái nguồn lực của địa phương, của tỉnh, của huyện, của xã, nguồn lực của người dân để tiếp tục hoàn thiện cái hạ tầng liên kết vùng trong cái sản xuất nông nghiệp để nâng cao cái thu nhập. Cái thứ hai, các cái sản phẩm cũng phải có cái sức lan tỏa, có cái sức cạnh tranh để hỗ trợ cho trong xây dựng nông thôn mới. Cái thứ ba nữa, phải đảm bảo về an ninh nguồn nước, rồi là chất lượng cái cuộc sống của người dân, về các cái tiết chế, về văn hóa, rồi đẩy lùi những cái tệ nạn xã hội để giữ gìn cái sự bình yên ở khu dân cư, ở cái vùng nông thôn. Hy vọng rằng tỉnh Quảng Trị sẽ sớm thành công trong xây dựng nông thôn mới. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí ạ.